Hoàng Phát và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin kinh doanh bất động sản. Một điểm báo. Và điểm đến Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong bản tin sáng nay do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 2.296 ca mắc sốt xuất huyết. Đây là số ca mắc cao nhất trong 10 năm qua. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm, ngành y tế đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết đến người dân, tổ chức diệt lăng quăng, huy động người dân tổng vệ sinh môi trường, đồng thời giám sát các ổ dịch, các ca bệnh tại cộng đồng để kịp thời khoanh vùng, không để dịch lây lan trên diện rộng. Bà Phạm Thị Thu ở thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước chưa bao giờ nghĩ rằng thói quen trữ nước trong những dụng cụ sinh hoạt hàng ngày lại làm phát sinh lăng quăng, gây nên dịch bệnh sốt xuất huyết. Bên Bộ Y tế người ta bày cho mình là nên để úp xuống để cho mấy con lăng quăng á nó khỏi lại sanh thành muỗi. Dịch bệnh sốt xuất huyết đang phát sinh ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn giữ thói quen chăn nuôi gia súc trong khu dân cư. Tình trạng vệ sinh môi trường không đảm bảo, khu dân cư còn nhiều vũng nước tụ động, vật dụng phế thải có đọng nước mưa xung quanh nhà ở rất phổ biến. Đây là điều thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh sốt xuất huyết gia tăng và khó kiểm soát. Những cái đồ đựng nước để cho dê uống thì mình thau rửa thường xuyên hàng ngày. Tại vì môi trường chăn nuôi ở trong khuôn viên ở nhà nó cũng chật hẹp ấy, cho nên là nó phát sinh muỗi rất là nhiều. Trước tình hình bây giờ rất là phức tạp tại địa bàn xã, đã xảy ra gấp 10 lần so với năm trước. Cho nên trường hợp này nói chung là trường tham mưu ủy ban là ủy ban cũng là phát động phong trào dư luận văn và đến từng hộ dân cầm tay chỉ việc cho họ là để biết cách để phòng tránh trường hợp sốt xuất huyết. Tại huyện Ninh Phước, đến nay đã ghi nhận hơn 600 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng thị trấn Phước Dân có hơn 240 ca mắc sốt xuất huyết. Ngành y tế và các địa phương trên địa bàn huyện đang xử lý dứt điểm các ổ dịch nhỏ và tổ chức phun hóa chất diệt muỗi. Về phía địa phương cũng đã có tập trung chỉ đạo đối với khu phố để phối kết hợp với trường học thường xuyên tuyên truyền vận động, đặc biệt là đối với các nhà trường là tuyên truyền vận động cho học sinh để nắm bắt và cái năng cao cái ý thức của mình và về nhà cùng phối hợp với gia đình để tăng cường cái việc cái vấn đề là việc lăng quăng bò gậy và đảm bảo để hạn chế cái phát sinh muỗi gây bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát, Sở Y tế đã tổ chức các đoàn công tác về các địa phương trong tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ngành y tế cũng phối hợp các địa phương tuyên truyền vận động người dân chủ động kiểm tra diệt lăng quăng tại hộ gia đình và thực hiện các biện pháp phòng bệnh, khuyến cáo mỗi người dân khi bị sốt phải đến cơ sở y tế khám theo dõi điều trị sớm, không tự ý điều trị tại nhà để ngăn chặn các biến chứng nặng. Cũng liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người học khi tổ chức bữa ăn học đường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó thực hiện nghiêm túc các quy định về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định, sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi, nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cung cấp thực phẩm hoặc xuất ăn cho các trường học.
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác y tế, vệ sinh, môi trường trường học để phòng chống và ngăn chặn các bệnh lây truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em và học sinh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2012, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Ninh Thuận đạt 105,6%, tăng 14,1%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 106,7%, tăng 6,6%. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,15%, tăng 6,77% so với năm 2021. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 89,3%. Để hoàn thành mục tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, trong năm 2023, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng cấp ủy chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức các buổi đối thoại nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quyền lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Định kỳ mỗi tháng, bảo hiểm xã hội các huyện báo cáo tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để kịp thời chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà chính phủ tỉnh đề ra. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Với những nỗ lực trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, năm 2022, Ninh Thuận đã giải quyết việc làm mới cho 18.730 lao động, đạt 117,06% kế hoạch năm, tăng 1,68 lần so với năm 2021. Cụ thể, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 21.001 người, đạt 140% kế hoạch, kết nối tạo việc làm cho 1.195 người, đạt 119,5%, tuyển mới và đào tạo nghề cho 10.803 người, đạt 120% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,93%. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp chứng chỉ là 27,86%. Các chính sách được triển khai có hiệu quả đã góp phần giải quyết việc làm, cải thiện nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt chính sách lao động việc làm hướng đến việc làm bền vững, thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đảm bảo quy mô cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và gắn với tạo việc làm cho người lao động, nâng cao tỷ lệ lao động có đào tạo chuyên môn kỹ thuật, đào tạo, dạy nghề, gắn với giải quyết việc làm trong các ngành kinh tế trụ cột của tỉnh, phục vụ cho phát triển năng lượng sạch, du lịch, phát triển kinh tế biển. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đã giới thiệu việc làm cho 6.400 đoàn viên thanh niên, trong đó có hơn 1.300 đoàn viên thanh niên được giải quyết việc làm. Bên cạnh hoạt động tư vấn giải quyết việc làm, các cấp bộ đoàn còn chú trọng tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, gắn đào tạo nghề cho đoàn viên thanh niên và lao động nông thôn theo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng dược liệu, làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh doanh. Trong năm nay, tỉnh đoàn Kon Tum hỗ trợ mới 8 dự án và đang tiếp tục hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên với số tiền trên 1 tỷ đồng, đồng thời kết nối giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay đạt gần 740 tỷ đồng với trên 14.000 hộ thanh niên vay vốn. Với sự hỗ trợ của tổ chức đoàn và cấp ủy chính quyền địa phương, thanh niên, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số, đã có ý chí vượt khó vươn lên thoát nghèo, có công việc ổn định. Từ đây, góp phần xây dựng nông thôn mới, cũng như tạo ra bước đột phá trong cuộc vận động, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Triển khai thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm tổ truyền thông cộng đồng tại xã Gia Bắc và địa chỉ tin cậy cộng đồng tại thôn Cala Croc, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh.
Theo đó, tổ truyền thông cộng đồng được triển khai tại 4 thôn của xã Gia Bắc gồm Bộ B, Hà Giang, Ca Xá, Nao Sẻ. Thông qua hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, người dân được tuyên truyền từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Còn mô hình điểm cấp tỉnh, địa chỉ tin cậy cộng đồng tại thôn La La Cà Rọt, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh là một trong 3 mô hình xã điểm thuộc khuôn khổ dự án 8 được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn triển khai trong năm 2022, gồm xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà và xã Liên Krông, huyện Đam Rông. Mô hình do Ủy ban nhân dân xã thành lập quản lý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm chủ nhiệm. Các thành viên là những cá nhân có uy tín cao trong cộng đồng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực ở cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân và hội viên phụ nữ. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao các vật dụng thiết yếu để vận hành mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng tại thôn La La Rọt, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng phát hiện lên tiếng hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng cho ban chủ nhiệm và thành viên mô hình. Mặc dù mùa đông năm nay đến muộn, nhưng lại được dự báo là có nhiều đợt rét sâu. Hiện các giải pháp đảm bảo cho hoa lan kịp bung nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2023 được nhiều nhà vườn ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai chú trọng. Việc di chuyển hoa lan xuống vùng thấp để tránh rét đang được áp dụng ở thời điểm này. Theo dõi quá trình ra hoa của vườn lan, anh Giàng A Sử nhận định 100 chậu địa lan của gia đình ra hoa muộn so với các vườn lan khác gần nửa tháng. Để hoa kịp bán ra thị trường vào đúng dịp Tết, gia đình đã di chuyển hoa xuống vùng thấp. Cái hoa lan đấy, mình không xuống thì khả năng là nó sẽ không kịp Tết và nó không được xanh. Hoa không được xanh và không nở, không được đẹp đấy. Nên là bắt buộc thời điểm này mình phải xuống lên này để kịp Tết để cho nó nở được đẹp và gọi là vừa Tết. Đấy. Ước tính sẽ có khoảng 96.000 chậu địa lan, trong đó 15.000 chậu lan trần mộng được người trồng hoa thị xã Sapa cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Trước diễn biến thất thường của thời tiết như hiện nay, việc đồng hành cùng bà con để có phương án bảo vệ thành quả sau một năm gây dựng được chính quyền và cơ quan chuyên môn quan tâm. Khi mà cái sản lượng nhiều như này, ngoài những cái khách mà người ta đã biết đến và khách không biết đến thì chúng tôi cũng có hỗ trợ là quảng bá trên những cái sản phẩm ở trên những cái trang như cả trang fanpage để giới thiệu cho khách hàng biết đến về cái sản lượng hoa như đào, mai và cây lan. Thời tiết của cây lan sắp chuẩn bị nó vào lạnh thì chúng tôi đã có cái dự kiến đợt và hướng dẫn bà con là chuyển cây lan về xứ nóng để đảm bảo giữ cho nó không bị sương muối, không bị hỏng nụ hoa để đảm bảo cho hoa đúng dịp Tết. Với kinh nghiệm và sự chủ động tốt, các nhà vườn ở Sapa đang nỗ lực để những chậu hoa lan kịp bung nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu của thị trường và có nguồn thu sau một năm vất vả gây dựng. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió đông bắc mạnh cấp 6. Từ chiều ngày 18 tháng 12 tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin kinh doanh bất động sản. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin kinh doanh và bất động sản của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phần tin phản ánh về tình hình kinh doanh và bất động sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Phóng sự VNPT Ninh Thuận đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung bản tin. Sau nhiều ngày mong chờ, Ngân hàng Nhà nước đã nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng room trên toàn hệ thống, nâng mức tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2022 lên thành 15,5-16% so với mục tiêu đầu năm 2014. Đây là động thái tích cực của Ngân hàng Nhà nước bởi nguồn vốn được bơm ra ở thời điểm này sẽ giải được bài toán khát vốn cuối năm, đồng thời tạo đà cho doanh nghiệp và nền kinh tế được vận hành thuận lợi trong năm 2023. Việc Ngân hàng Nhà nước quyết định nới room
tín dụng từ 1,5 đến 2%, tức là tăng thêm hạn mức tín dụng cho các tổ chức tín dụng để có điều kiện tăng thêm nguồn lực, khả năng mở rộng tín dụng cho những doanh nghiệp, đối tượng, lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có 39 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Cụ thể, lĩnh vực khu đô thị, dân cư, nhà ở có 9 dự án, lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 11 dự án, lĩnh vực công nghiệp 9 dự án, lĩnh vực xã hội hóa có 4 dự án và lĩnh vực nông nghiệp có 6 dự án. Đáng chú ý, trong danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng như khu đô thị mới Tây Bắc, phường Phước Mỹ và xã Thành Hải, diện tích trên 91 hectare với mức đầu tư 1.477 tỷ đồng. Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn có diện tích trên 26 hectare với mức vốn 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, các dự án góp phần tạo lập các khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giải quyết về nhu cầu nhà ở của người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để sản xuất kinh doanh hiệu quả, VNPT Ninh Thuận đã xây dựng các mục tiêu kế hoạch bán hàng ngắn hạn, dài hạn, phân đoạn thị trường, phân khúc dịch vụ để phát triển khách hàng theo từng giai đoạn, đồng thời kết hợp với các chương trình khuyến mại của tập đoàn cũng như của đơn vị tổ chức đã phát triển số lượng lớn thuê bao và góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu của VNPT Ninh Thuận trên địa bàn tỉnh. Cùng với lộ trình nâng cấp chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm tiện ích dịch vụ cho khách hàng, VNPT Ninh Thuận đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi như một lời cảm ơn, tri ân sâu sắc gửi đến quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của VNPT. Cụ thể như chương trình lắp gói home ôm vàng may mắn là chương trình khuyến mãi lớn nhất của VNPT với tổng giải thưởng 120 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký hòa mạng mới và hoàn công gói home TV, home combo, văn phòng data, fiber VNN cộng My TV. Dịch vụ VNPT thì phục vụ cũng ok. Với lại cái chất lượng dịch vụ, cái chăm sóc khách hàng ở bên đó của mấy anh đó hoạt động rất là tốt. Tại vì em có liên hệ bên bộ phận bên đó thì phục vụ nhanh, có sửa, có, nếu mà có trục trặc thì cũng xử lý trong ngày. Hôm nay trúng thưởng thì cũng may mắn, cũng cảm thấy vui. Thời gian qua, VNPT Ninh Thuận đã xây dựng và triển khai chương trình chăm sóc khách hàng, chính sách gói cước tích hợp dịch vụ, sử dụng càng nhiều, lợi ích càng tăng, giá cước cạnh tranh và nhiều tính năng ưu việt khác. Triển khai các giải pháp giữ chân khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng có doanh thu cao, các khách hàng đặc biệt. Thời gian qua, ngoài làm tốt các cái dịch vụ chăm sóc khách hàng, VNPT Ninh Thuận thường còn thường xuyên tổ chức các cái lễ bốc thăm và trao thưởng các cái giải lớn nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT và để khách hàng tin tưởng VNPT luôn là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin hàng đầu tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay VNPT Ninh Thuận đã cung cấp các dịch vụ viễn thông internet tốc độ cao đến 100% trung tâm xã phường thị trấn, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Diện phủ sóng Vinaphone quang hóa 100% hạ tầng đường truyền đến các cơ quan đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế, góp phần phát triển các sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin mang thương hiệu VNPT hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Vừa rồi là bản tin kinh doanh và bất động sản. Sau đây, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điện báo sáng nay. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hà. Sau đây là một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu một điểm báo hôm nay là bài viết đáng chú ý trên báo Nhân dân với nhan đề xuất khẩu thủy sản trước thách thức mới. Cách đây 20 năm vào năm 2002, ngành thủy sản Việt Nam cán cột mốc ấn tượng khi đầu tiên xuất khẩu vượt 1 tỷ đô la Mỹ và 20 năm sau, năm 2012 tiếp tục đánh dấu bước tiến mới khi xuất khẩu thủy sản đạt gấp 10 lần con số đó với kim ngạch 10 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực cũng đã và sẽ đạt những dấu ấn quan trọng như mặt hàng tôm đến hết tháng 11 đã lần đầu vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu cá ngừ cũng đang hướng tới việc lần đầu đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ.
Từ những thành quả đạt được, ngành thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030 kim ngạch xuất khẩu đạt 14 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, ngành thủy sản Việt Nam cần tiếp tục kiên định lộ trình chế biến sâu, sử dụng nguồn nguyên liệu có thể truy xuất nguồn gốc, tận dụng các ưu thế từ các hiệp định thương mại mang lại và tăng cường xúc tiến thương mại linh hoạt để khai phá các thị trường tiềm năng. Nhưng quan trọng hơn, trong bối cảnh chiếc thẻ vàng của Liên minh châu Âu EU chưa được tháo gỡ, thì đây vẫn là thách thức lớn nhất mà ngành thủy sản Việt Nam phải đối mặt, cần lập tức triển khai các biện pháp tháo gỡ dứt điểm. Thưa quý vị và các bạn, chỉ tiêu tín dụng đã được nới thêm từ 1,5 đến 2%, tương đương hàng trăm nghìn tỷ đồng có thể được bơm vào nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề mà dư luận đang quan tâm là dòng chảy tín dụng sẽ về đâu trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chịu nhiều áp lực từ đà suy giảm của kinh tế toàn cầu. Báo Hà Nội mới có bài viết "Dòng chảy tín dụng sẽ về đâu?". Theo bài báo, mặc dù có không ít lo ngại về nguy cơ dòng vốn sẽ chảy vào những lĩnh vực không ưu tiên như chứng khoán, bất động sản, song trên thực tế, dòng chảy tín dụng đang đi đúng hướng. Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, trong hơn 10 tháng năm 2022, các lĩnh vực ưu tiên có mức tăng trưởng tín dụng khá tốt. Hơn nữa, trong lần nới hạn mức tín dụng này, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra nguyên tắc là các tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt, lãi suất thấp sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn. Vì vậy, các ngân hàng sẽ phải nắn dòng vốn phù hợp theo định hướng chung. Kết quả đấu thầu thuốc tập trung năm 2022 cho thấy giá thuốc được đấu thầu đã giảm trung bình 18%, đặc biệt có mặt hàng giảm hơn 50%. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết gỡ điểm nghẽn thiếu thuốc. Báo cáo từ Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia cho biết, 106 thuốc được trung tâm tổ chức đấu thầu năm nay gồm thuốc điều trị nhiễm khuẩn, thuốc tiêu hóa, thuốc tim mạch, thuốc điều trị ung thư, thuốc điều trị tiểu đường và một số thuốc thiết yếu khác. Trung tâm cũng tiến hành đàm phán thành công 61 trên 69 thuốc biệt dược gốc với giá trị giảm gần 2.000 tỷ đồng, tương đương 14,8%. Đặc biệt, một số thuốc điều trị ung thư có tỷ lệ giảm giá cao nhất lên đến 51%. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, cả khách quan lẫn chủ quan. Trong các nguyên nhân chủ quan, ngoài tâm lý e ngại của lãnh đạo một số đơn vị, còn có vấn đề về năng lực, kinh nghiệm của hội đồng đấu thầu một số nơi. Bộ phận lập dự trù kế hoạch chưa sát thực tế, nhu cầu, chưa tiên lượng hết được mô hình bệnh tật. Để khắc phục tình trạng nói trên, Bộ Y tế đã bỏ quy định giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trở lại khi mua sắm thiết bị y tế. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp theo chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những tin tức diễn ra trong tuần. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Sau đây là những tin tức chính diễn ra trong tuần. Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. Khai mạc giải lướt ván diều quốc tế năm 2022 tại khu lướt ván diều thôn Mỹ Hòa, xã Vinh Hải, huyện Ninh Hải. Và những tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Vừa rồi là những tin tức chính diễn ra trong tuần. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hằng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo chân biên tập viên Lan Vy trải nghiệm vườn nho Ba Mọi ở huyện Ninh Phước. Ba Mọi. Dạ, ok. Chào quý vị và các bạn đến với một điểm đến Ninh Thuận. Hiện tại Lan Vy đang có mặt tại vườn nho Ba Mọi. Bên cạnh những địa điểm du lịch như vườn quốc gia núi Chú Vịnh Vĩnh Hy hay vườn trái cây Lâm Sơn, thì vườn nho là địa điểm mà du khách rất thích được check in ở nơi đây. Và ở đây có gì thú vị, chúng ta cùng khám phá nhé. Vườn nho Ba Mọi tọa lạc ở thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm Phan Rang tầm 7 km. Đây được xem là một trong những khu du lịch sinh thái nổi tiếng và cũng là một trong những vườn nho đầu tiên trong cụm làng nghề trồng nho tại vùng đất Ninh Thuận.
Rời xa nhịp sống vội vã đến với vườn nho Ba Mọi, bạn có thể thỏa thích tận hưởng không khí trong lành ngay từ khi bước chân vào bên trong vườn. Bạn cảm thấy rất dễ chịu trước hương thơm của những quả nho chín mọng, những chùm nho xanh mọng nước lủng lẳng trên đầu, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống đẹp vô cùng. Điều đặc biệt ở đây, khi đứng bất cứ ngóc ngách nào trong vườn thì bạn sẽ tạo được cho mình một album ảnh để đời. Hãy cùng bạn bè tạo những kiểu ảnh lạ và độc đáo khi đến thăm vườn nhé. Mọi người hay gọi chủ vườn nho ở đây với cái tên thân mật gần gũi với hai từ là bác Ba. Bác Ba tên đầy đủ là Nguyễn Văn Mọi, và kế bên cạnh Vi đây chính là bác Ba, chủ vườn nho Ba Mọi. Dạ, xin chào bác. Theo Lan Vi được biết là vườn nho ở đây đã có từ rất là lâu đời. Vậy bác Ba có thể cho Lan Vi và mọi người đều biết là vườn nho có từ khi nào và ý tưởng hình thành cái du lịch sinh thái này không ạ? Chúng tôi bắt đầu canh tác nho từ năm 1980. Và đến năm 1987 là bắt đầu theo hướng nho an toàn. Đến năm 2005 là bắt đầu là thực hiện theo hướng Việt Gáp. Và khi mà chúng tôi đã thực hiện theo hướng Việt Gáp rồi, thì chúng tôi bắt đầu chuyển sang theo hướng là du lịch, quảng bá cái trái nho của Ninh Thuận cho khắp cả nước, cho người tiêu dùng được biết. Ngoài ra đó cũng là một cái cách để mà bà con người ta có điều kiện để tiêu thụ cái sản phẩm nho của chúng tôi. Dạ, vậy bác Ba có thể cho biết là vườn của mình rộng bao nhiêu hecta và trồng được bao nhiêu loại nho không ạ? Ở đây thì chúng tôi có tổng cộng là 2 hecta, và hiện nay thì chúng tôi có trồng được 7 loại giống, trong đó có 5 giống để ăn tươi và 2 giống để làm rượu vang. Ngoài nho ra thì Lan Vy thấy mình có là mứt nho và rượu nho, thì bác Ba có thể giới thiệu thêm về sản phẩm này không ạ? Ngoài cái nho ăn tươi ra, thực tế ra nho thì ở đây từ nho ra thì chúng tôi có nước ép nho lên men, rồi rượu nho và nho khô, và đặc biệt là có nho rendi, tức là nho có liều lượng độ cồn cao. Cảm ơn bác Ba về những chia sẻ vừa rồi. Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Ba Mọi. Dạ, ok. Một điều rất được du khách yêu thích khi tham quan vườn nho Ba Mọi là được thưởng thức nho, mứt nho, siro, rượu nho hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ cùng ăn nho với bạn bè hay trò chuyện cùng bác Ba Mọi để hiểu biết thêm về các loại nho ở vườn. Ngoài ra, bạn còn được bác Ba chia sẻ cách phân biệt nho Ninh Thuận và các loại nho nhập khẩu trên thị trường hiện nay. Sau khi tham quan vườn nho, tự do chụp ảnh thưởng thức nho thì bạn có thể mua nho Ninh Thuận về làm quà nữa đấy nhé. Cảm giác mua trái cây ngay tại vườn vừa tươi ngon, giá thành rẻ, rất ưng bụng phải không nào? Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Khánh Hằng và Hoàng Phát chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.